này là ní ná lắm mới mới mới, mới chia nè phải Phổi à. thì Cái bài hôm nay gì đi vô nhà vườn các bạn, vô nhà vườn mà có được mấy cây mai quái ha, quắn thân rễ nè, thấy không? rồi dân người hai cây á. Thì nói không lắm, ổng mới chia cho người hai cây Ủa có nhiều đấy là thiệt là mẫu hả, ta hỏi biết bao nhiêu người hỏi rồi không 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 có bán á. Cái này nước cắt sát chưa quá. Chà, lồi lỡ vậy hả? Mình phải bỏ vô bịch quấn lại sao chứ? Kiếm bịch cây. 6 cây á. Mấy cây à? 6. Bị nó còn ghiền nữa. Rồi, dính luôn đi. Cắt à, cắt ngang luôn đi. Cắt ngang lấy gốc rồi. Hơi dài dài miếng. Ừ. Cỡ nào? Ừ, cỡ đó đi. Dài không? Dưới chút đi. Nhưng không chết. Ừ, cho nó trường lá Cho cho lá thở đi. thử. Kiếm cái Thấy bịch gì vậy? bỏ Quái. vô bịch luôn là sử dụng trên xe luôn. Điện vũ cáp nữa điện khác. Ừ, đúng nguyên đi, đúng rồi. Cái cây mà nó già làm sao cũng được hết trơn. Còn cái cây mà nó có lá non nguy hiểm Ba á. Lấy cây thêm ba cây đủ chục cây đi. ủ thôi để cho 7 cây thôi á, Chỗ đừng đổ này nữa, mai mốt làm chuyến sau làm xuống cho lại cho để nhưng cho mà lỡ như ấy để vô không tiền còn nhiêu để tàu hàng rào tóc quét lên đó thấy chưa, để 3 cây đi nè, cái này nè mấy cái cây ấy mấy cái cây già dài nè để tòng ừ gì kêu để đi mà ừ đây gì để có 3 cây nữa 10 cây mà chịu mà thiệt cà lại chỗ bán không mua bọn chỗ đang nghĩ không bán rồi đó trời. Ngày ta hỏi nhóc luôn á, ta không bán thiệt luôn á. Thì đúng rồi, có mấy cây nhiêu bán làm sao còn. Mấy cây quen. Thôi 8 cây đi, người 4 cây đi. Đây nè, cây nữa. Hợp thiệt. Rồi. Cây nữa đi, rồi đủ lỡ rồi, chín cây nữa. nhổ cây luôn đi bên. Thôi cây nữa Bên bỏ nhổ năm đi. cây. Không biết sao mấy cái cây anh về lấy, mấy cái cây này đếm tận đất. Thôi vậy vậy. Lần lấy cái bộ rễ sau nè. Trời ơi, không còn lựa nữa. Từ cái này trong Nhà chuyện. vườn mà thấy không các bạn, nãy giờ là tôi quay phim hết trơn đó nha, tôi đăng lên YouTube anh em ta la dữ lắm. Hả, mới lấy cái này đi, cái này quá quái nè, được Ồ, cái đó nhỏ lắm. Chết luôn á. Vậy. cái nhỏ Nhỏ xíu à, mà. Nhỏ là tôi bớt cho. Rồi. vậy cho thêm cái đó Ừ, muốn tính tiếp ha. mấy Rồi chục cây mà không còn làm cái gì. nè, cái cho đủ chục cây mà có sao đâu mà của tao á, lấy. Chục cái này, cắt cái này đi. Để cái cây này để lại em tầm. Cây này Ừ, mà thì chứ gì lấy thêm cây nào để tính tiền chục cây không, nãy con bớt chú. Có bộ ghế làm sao nữa. không còn lửa trời đây Nó yếu xìu luôn. Yếu rồi mà yếu. Đủ chục chưa? Lấy cái tính bật tiền gọi cho. 8 cây nha. Quá trời. Nè các bạn thấy đây nè. Này cái cây này mà quắn ra cái rễ đó Đây 58 cây luôn. ừ, gì thế này không quắn ra vài thòn quắn thành cái rễ quá trời luôn nè. Còn cái này cho tôi cái này đi chết rồi đôn đôn nó bị ngợp á. ngợp cho tôi về tôi cắt lấy rễ ra ha. Này là xin nha các bạn. Đó. Đi hôm qua giờ xin được con cây này đó. Bỏ luôn ha, bỏ vô luôn ha. Rồi bỏ vô luôn. Ừ xin mới hỏi không nhiều khi không cho. Này mới biết nhà nó cái này tổng đất là sao nó còn ba cái rễ nó ra này nè. Em ba trồng đất. rễ sao nó lớn lên nó ra nó quái đó. Em không trồng xuống đất đâu anh đừng sợ em độc quyền mà chơi mình đi cái gì chơi mình đi chơi gì đi đâu trồng đất đi đất trồng cô thu ngon quá trời quá trời cây luôn các bạn ơi nha 400 rồi mà chết đi hay nói là lấy cho chẳng 500.000 là anh còn không chịu phải không nhỏ tiền thối lấy thêm mấy cây cho đủ 500 lấy thêm 2 cây nữa đi lấy 2 cây nữa đủ 500
Rồi chỉ việc rồi đó, lấy đi. Hả? Đâu ta tặng hai cây dưới rồi. Tặng chục mấy cây vậy đó. Dạ, hai cây nhỏ này tặng hả? Tính tiền cái tặng gì. Thôi ô, cái đó nhỏ xíu sư phụ. Hết đám luôn rồi còn gì nữa. Quá trời luôn nè các bạn. Cây rễ quá dễ quắn vậy. Dễ là làm kêu này, kêu cái này kêu bằng cái rễ gì? Cái bình gì đó phải không? Cái gì? Mấy nó kêu bằng gì? Trái bí. À. Rễ trái bí phải không? Đâu, rễ trái bí đâu. Đây là nông làm vườn ở đây người ta gọi là rễ rễ quắn rễ trái bí các bạn. Đây. Rễ trái bí. Mua đó luôn hay vậy? Chục ngang, mua hết luôn. Cái nào bên? Ủa, mấy chục mua đại. Hả? Mấy cây kia nữa. Đây mới làm đó các bạn. Ôi trời luôn ha. Đây có mẫu mới nữa các bạn ơi. Anh chủ vườn anh nói có mẫu mới, không biết mẫu gì đây không biết. Ông này là ổng sáng tạo, ổng bày cái trò chiêu lum bạn ơi. Cái củ này đã lớn đẹp nè. À. Đây trái bí, trái bằng vậy đó ha. Thay vì trái bí thì cái cốt này nữa các bạn, nó nằm vô đây. Và cái cốt này không đưa ra ngoài. Chế lại nữa ha. Ừ, cái cốt này nằm giữa. À, này. Cốt nằm đây nè. Là trái bí cũ ha, giờ trái bí mới được cũng đây. Con này không chế tùm lum la đó. Đó. Wow. Đó. Tại trái bí nằm giữa là bạn thấy không? Đó, y trái bí ha. Nằm giữa. Bây giờ ông chế cái này cái thân nó ra đây nè. Quấn các bạn thấy quấn không? Quấn bằng cái sơ dừa nè ha. Đó, sau khi sơ dừa mục thì nó còn lại cái rễ của cây mai. Đó, ở đây không biết quấn gì trong đây nữa nè. Ông này ghê quá. Mấy ông ngại nhăn ở dưới vườn này ghê các bạn ơi. Quấn lum la đó, nguyên đám quấn đó. Đâu nhìn lên cái coi. Nhìn lên, đó, ảnh đó, ông đó đó. Ông quỷ sứ đó đó, quấn ghê đó. Chuyên gia đó. Cây này lớn đẹp lắm à. Đó, để ông đưa cây này, ông quấn sao nữa nè. Ồ, cái này là điều luôn đó bạn. Ha. Cái cây đó gãy điều luôn á. Ồ, chế nè ha. Quấn. Quấn là con rồng rắn gì trái bí, trái bầu gì từ lưa hột dưa cho các bạn ơi. Ừ, nè. Cái cây này là hồi xưa mình quấn luôn hả? Cái cây đó không. Em quấn không. Ồ. À, thì sau khi mình đem về nhà thì bây giờ mình nghiên cứu mình sổ cái bầu này ra các bạn. À, trong cây mai này thì chủ vườn người ta quấn theo cái lối là như cái con rồng đó các bạn. À, ta nghĩ là quấn như con rồng nhưng thực sự mình thấy thì những cái co này nè. À, những cái co quấn này thì nó gập khuôn các bạn ơi ha. À, những cái co nó đều với nhau. À, mình thấy nó không hay lắm, để mình nghiên cứu rồi mình trồng nó vô cái chậu cái sao cho nó lạ các bạn xem ha. Thì đó bạn thấy nè, trong đây nguyên cái rễ quấn thì mình thấy như có cái khúc này nó hơi khác, còn cái khúc đầu ở trên thì nó giống nhau bạn ơi. Để mình coi mình lấy ra ha. Thì các bạn nhớ đón xem cái video sau đi. Bây giờ tới đây mình tạm dừng cái video tại đây ha. À, các bạn nếu mà thích cái cách mình làm thì nhớ xem cái video tiếp theo ha. Mình lấy cái bộ rễ này ra rồi mình nghiên cứu của nó sao ha. Rồi mình là để mình chế vô trong cái chậu để mình làm thành một cái cây nó quái các bạn đó. Các bạn xem sao ha. Rồi cái video mình đến đây kết thúc rồi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo để mình làm cái cây này các bạn xem ha. Rồi xin chào.